JK Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio xin chào anh Nguyễn Long nhé. Vâng, anh ở công ty Đức Đạt ở Thường Tín, Hà Nội ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh tìm hiểu về một cái bộ đầu giải mã, giải tín hiệu âm thanh thế hệ mới công nghệ số ạ. Vâng, thì anh có đặt cho mình một cái đầu giải mã FX Audio, mã là DAX X3. Vâng, trước tiên thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Long nhé. Vâng, anh Long ạ, thì mới hôm qua thôi thì bên em cũng mới lắp cho anh một bộ dàn karaoke rất là hay. Đấy là bộ dàn cho cái chất âm karaoke gia đình cực kỳ là đẳng cấp mà anh đã sở hữu rồi ạ. Vâng, thì tháng trước thì anh cũng lấy bên em mấy sản phẩm, thì anh hôm qua cũng lấy một bộ dàn karaoke và hôm nay anh lại lấy thêm một bộ đầu giải mã FX Audio, mã là DAX X3. Vâng, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nó chỉ là trong lòng bàn tay thôi ạ. Vâng, nhưng cái công nghệ được sở hữu thì cực kỳ là hiện đại. Vâng, thời đại công nghệ số mà sử dụng những cái nhạc ở trên YouTube, ở trên mạng thì không được cao cho lắm. Có những cái bài hát mà rất là hay mình lại thích mà lại bị nén rất là nhiều. Vì thế chúng ta phải dùng thêm cái bộ đầu giải mã để chúng ta giải mã những cái tín hiệu số xuống qua cái đầu giải mã này được nâng lên rất là nhiều. Nó khắc phục những cái nhược điểm mà những cái bài hát bị nén rất là nhỏ, chất lượng kém. Vì thế là đầu giải mã này sẽ giải quyết được vấn đề đó. Vâng, thời đại công nghệ số mà. Vâng, những cái đầu giải mã số ra đời để phục vụ quý vị và các bạn cũng như anh Long. Vâng, để nói tín hiệu đi qua cái đầu giải mã FX Audio DAX X3 thì cực kỳ là hay. Hầu như là triệt tiêu tất cả những tạp âm, xử lý toàn bộ những cái tạp âm rất là tốt và nâng cái giải âm lên rất là cao. Hầu như là chúng ta được dùng như một cái bài hát được sử dụng ở cái bản nhạc gốc vậy ạ. Vâng, có những bài hát bản quyền mà những người mà up lên người ta lén rất là nhỏ để chúng ta không sử dụng được. Vì thế chúng ta phải dùng cái đầu giải mã. Đây thì em lấy ra nhạc ở trên YouTube đấy ạ. Đấy, trực tiếp và em đang test trực tiếp cho anh Long để xem cái đầu giải mã này hoạt động tốt hay không. Vâng, thì đây là những cái phụ kiện đi kèm đấy ạ. Vâng, em để cái đơn của anh ra đây. Và một dây USB, cáp USB này, một cái dây quang này và một cái bộ nguồn để cắm chạy trực tiếp với cái đầu giải mã X3. Nói chung kết nối rất là nhiều hình thức kết nối. Kết nối máy tính bằng cái cổng USB cũng được, và sau TV có cổng quang mình kết nối cũng được ạ. Vâng, thì là những cái này, chi tiết này bên em cũng quay rất là nhiều rồi ạ. Vâng, thì đây là những ba cái jack kết nối đấy ạ. Vâng, vừa cổng quang này, vừa cáp USB này. Đấy, vừa bằng jack 3.5 hai đầu này. Đấy, rất là nhiều hình thức kết nối. Và đây sản phẩm đập hộp như anh Long nhá, bên em bảo hành cho anh 1 năm. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ, nhưng sở hữu nói chung là cái công nghệ cực kỳ là hiện đại. Vâng, em mở nhạc to hơn tí ạ. Vâng, đây là tín hiệu nhạc đi qua cái đầu giải mã FX Audio, mã là DAC3. Em đọc là DAC3. Rất là sạch luôn ạ. Em có dán tem công ty JK được bảo hành cho anh 1 năm nhé. Vâng, em sẽ đang kết nối với cái Vanguard Gia TF6 và một cái đẩy WeWood mã là 4850L và một đôi loa full WeWood VA12 ạ. Vâng, ngày nào bên em test. Vâng, anh Long, hiện tại cái đầu giải mã FX Audio DAX X3 này của anh hoạt động rất tốt. Vâng, để sửa hữu một bộ đầu giải mã FX Audio DAC 3 này thì chúng ta có thể xử lý âm nhạc trong lòng bàn tay luôn ạ. Vâng, xử lý âm nhạc trong lòng bàn tay, cả một thế giới âm nhạc trong lòng bàn tay chúng ta được xử lý rất là hay và nói chung là nâng lên tuyệt đối luôn ạ. Vâng, sau cùng em chúc anh Long và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn có nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Long và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Cũng vừa hay quảng cáo luôn.